chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Trong nhà máy sản xuất nội thất thì chúng ta không thể nào mà không có một cái máy gọi là máy tu bi. Như quý vị thấy thì máy tu bi rất là phổ thông và phổ biến. Vài năm gần đây, khoảng chừng 7-8 năm gần đây thì chúng ta lại có tu bi CNC. Nhưng trước đó thì chúng ta lại có những cái tu bi cũng có nhưng mà chạy bằng cơ. Thì tu bi là một loại máy định hình cho những cái sản phẩm như là pano cửa nè, chúng ta cũng sử dụng là tu bi cũng có thể đánh được nè. Chân ghế chúng ta cũng có thể sử dụng máy tu bi đánh được nè. Rồi những cái sản phẩm như là những cái muỗng, nói về đồ gia dụng thì những cái muỗng, những cái đế giày, những cái phần mà chúng ta có thể là định hình, nói về định hình thì chúng ta sẽ nghĩ đến là về vấn đề tu bi. Cái thiết bị của tu bi thì chúng ta sẽ có rất là nhiều loại, chẳng hạn như là một trục nè, hai trục nè, và sau này thì chúng ta lại có những cái máy CNC thì chúng ta lại có hai trục tu bi hai bên và bốn trục và sáu trục, rất là nhiều loại. Hôm nay Thượng Nguyên giới thiệu đến quý vị một cái dòng máy rất cơ bản cho cái dòng tu bi mà nhà máy nào cũng phải cần có đến, đó là máy tu bi hai trục. Mời quý vị, đây là máy tu bi hai trục. Thì với một cái thương hiệu Tai Chan đến từ Đài Loan thì quý vị cũng biết là nhà máy của Tai Chan họ có bao nhiêu thập kỷ, 4-5 thập kỷ làm về những cái lúc ban sơ thì họ chỉ có sản xuất những cái máy tu bi như thế này, và những cái dòng hàng như là máy cắt phay hai đầu cũng có trục phay, trục cưa, nhưng mà riêng cái tu bi thì nhà máy của họ là sản phẩm chính. Và đối với lại một cái trục đường kính là 40mm và cái chiều dài là 120mm thì chúng ta nên sử dụng một cái motor tương ứng là 7,5 HP nếu mà cái trục 40 nha quý vị. Còn nếu ví dụ như mà cái trục 30 thì chúng ta sử dụng khoảng 5 HP là chúng ta sẽ đủ về cái phần của cái thông số của máy. Và như quý vị biết thì máy mới của chúng ta thì chúng ta lại luôn luôn lúc nào cũng có một cái thước độ ở vị trí này. Mời quý vị xem. Và riêng máy của Tai Chan thì lúc nào chúng ta cũng sẽ có một cái G ở vị trí này, để chúng ta có thể sử dụng nhiều cái phần. Ví dụ như chúng ta muốn làm cỡ để nghiêng sản phẩm của chúng ta như thế nào đó thì ta có cái thước này thì rất là dễ dàng sử dụng. Đó là một vài thông tin của máy tu bi hai trục. Và bây giờ mời quý vị xem thao tác máy. Vừa rồi quý vị vừa xem thao tác máy, đó là những cái sản phẩm mà chúng ta đã đánh ra được từ trên cái chi tiết của máy tu bi hai trục. Và máy tu bi hai trục còn làm được rất là nhiều cho cái nội thất của chúng ta, nói về cái khâu định hình. Về ví dụ như quý vị có thể là chúng ta chỉ cần làm dao và làm gá thì chúng ta có thể chạy được rất là nhiều sản phẩm. Nói về định hình là chúng ta nghĩ đến là khu vực của tu bi, là cái máy đầu tiên để mà chúng ta có thể gắn dao, xét dao. Chúng ta đặt một cái dao kiểu định hình của phôi gỗ như thế nào thì chúng ta chỉ cần thay thế cái bộ dao đó, hoặc là chúng ta làm gá lại để cho nó chạy đúng theo cái phương hướng của chúng ta yêu cầu thì chúng ta sẽ đạt được ra cái sản phẩm gỗ như vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.